Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi nội dung trên kênh báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, trái ngược với sự mong đợi khi vận tải khách liên tỉnh khởi động lại, các doanh nghiệp vận tải tiếp tục rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có doanh nghiệp mở được vài ngày rồi phải tạm dừng vì không có khách. Có doanh nghiệp cố chơi xe chạy nhưng càng chạy càng lỗ mà không biết phải nên thế nào. Trong bối cảnh trên, câu hỏi được đặt ra là làm sao để gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải? tại các bến xe lớn ở thủ đô như là Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, sau gần một tháng Hà Nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vẫn là quang cảnh vắng lặng, điều hưu, thưa thớt khách di chuyển. 9 giờ 30 sáng có mặt tại bến xe Giáp Bát, lượng xe trong bến chỉ có khoảng 70 xe đi các tỉnh đang chở khách, chỉ bằng 1 phần 3 so với ngày bình thường. Trực tiếp khảo sát trên nhiều chuyến, mỗi xe lắc đác có vài khách, thậm chí có xe không có khách nào. Tại bến xe Mỹ Đình, khoảng 20 ngày nay, lái xe Đoàn Minh Thành, nhà xe Bắc Sơn, chạy tuyến Hà Nội Sơn La luôn trong tình trạng cảnh đốt xe ở bến ngóng khách. Tài xế này chia sẻ, mỗi chuyến chỉ có vài ba hành khách, không chạy thì không có việc, nhưng càng chạy càng lỗ. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, doanh nghiệp không tiếp tục được nữa. Tương tự, nhiều nhà xe ở đây cho biết họ đang phải đối mặt với nguy cơ tạm dừng do thu không đủ bù chi một lái xe tên là Hoàng, nhà xe Thanh Tùng, chạy tuyến Nam Định, than thở. Xe của chúng tôi chờ gần 2 tiếng, đến khi sắp phải xuất bến trên xe vẫn rỗng. Tình hình kéo dài, chúng tôi sẽ tạm nghỉ. Chứ tiền vay ngân hàng bỏ ra mặt toàn lỗ, trong khi xăng tăng giá, tiền bến bãi, phơi lệch, cầu đường vẫn phải nộp. Không những vậy, xe dù vẫn hoạt động nhăn nhản ngoài đường. Nhiều hành khách điện cho nhà xe, nhưng chưa kịp đến, xe dù đã đón mất. Tình cảnh của các nhà xe khiến không ít hành khách thương cảm. Chị Đỗ Thị Vân, quê ở Đồng Văn, Hà Nam cho biết, chị ngày nào cũng đi xe khách lên Hà Nội để giao thịt lợn sạch từ quê cho một số nhà hàng. Chị Vân bộc bạch, các tuyến xe tôi đi đều vắng khách lắm. Nhớ nhất vào chiều hôm qua, nhà xe Nho Quan đi Ninh Bình xuất bến lúc 11 giờ trưa. Nhưng từ giáp bát đến khi tôi xuống, chỉ có tôi là khách hàng duy nhất. Thế thế, tôi cũng thương nhà xe Bình thường hành trình đi giữa tuyến của tôi chỉ hết 30.000 đồng, nhưng tôi đã gửi nhà xe cả 50.000 đồng. Trong tình cảnh đó, nhiều nhà xe bắt buộc cắt giảm nhân sự, phục vụ 3 trong 1. Ông chủ xe khách kiêm luôn lái, phủ xe. Anh Nguyễn Xuân Thanh, chủ chiếc xe khách biển kiểm soát 30U7401 thuộc nhà xe Tiến Đạt, chạy lộ trình bến xe Giáp Bát, Yên Thủy, Thanh Hóa, cho biết. Xe chạy từ ngày 28 tháng 10 đến nay nhưng đa phần bị lỗ từ 500.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng một chuyến. Có vài hôm lãi được 300 đến 500.000 đồng vì chở hàng hóa bùa vào. Sợ mất mối hàng quen nên dù lỗ vẫn phải chạy. Và tôi tự lái xe thay vì thuê lái, phổ xe như trước đây. Ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện lượng xe vào bến chỉ đạt khoảng 10%, tương đương với 100 phương tiện và 500 khách một ngày. Nhiều nhà xe đăng ký nhưng không hoạt động hoặc hoạt động cách nhật. Các xe khách hoạt động ở bến đều vắng khách. Tại bến xe nước ngầm, hiện trong sân bến chỉ có khoảng gần 30 xe khách hoạt động thay vì hơn 200 xe như trước. Lãnh đạo bến xe này cho biết, do nhiều nhà xe hoạt động nhưng không có khách nên đã xin tạm thời bỏ lốt. Lãnh đạo bến xe nước ngầm chia sẻ, chúng tôi đã giảm chi phí bến bãi nhưng ít khách không bù lỗ được nên họ tạm nghỉ. Những ngày gần đây, Hà Nội và một số địa phương ghi nhận số ca mắc mới tăng cao. Điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến vận tải hành khách. Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng cho hay, khi thành phố cho phép mở lại vận tải khách liên tỉnh, doanh nghiệp đã lên phương án chạy 12 xe tuyến Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ chạy được vài ngày thì phải dừng hoạt động vì không có khách. Ông Hải nói, một vòng xe từ Hà Nội đi Hải Phòng và ngược lại, mất 700.000 đồng phí BOT, xăng dầu 1,5 triệu đồng. Nếu một chuyến xe có 10 khách thì không đủ trả hai loại chi phí này. Đó là chưa kể lương lái xe, lãi vay ngân hàng, khấu hao tài sản, chi phí hoạt động doanh nghiệp, giá xăng dầu tăng, khiến doanh nghiệp không cầm cờ được. Một nguyên nhân khác khiến vận tải khách ế ẩm là phải hoạt động tuân theo cấp đổi dịch. Nếu địa phương đang nằm trong vùng đỏ hoặc vùng cam, sẽ đóng cửa vận tải. Ông Đoàn Thế Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên cho biết, chạy được vài ngày thì thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bùng phát dịch, chuyển từ màu xanh sang màu vàng nên phải dừng hoạt động vận tải. Xa khách liên tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh hầu như mỗi chuyến chỉ có vài người, càng chạy càng lỗ. Liên quan loại hình vận tải taxi, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, lượng khách bằng khoảng 30% so với thời điểm chưa có dịch lượng khách bằng khoảng 30% so với thời điểm trước cuối dịch. Tuy nhiên, hiện đa số các hãng taxi đang thiếu lái xe nghiêm trọng do nghỉ dịch dài ngày, nên có khoảng 50% số lái xe đã nghỉ việc, chuyển công việc khác. Thêm nữa, giá xăng dầu tăng đột biến, trong khi doanh nghiệp chưa thể điều chỉnh ngay giá cước